Thì nếu mà đến cái ngày mà đại hồng thủy đó, là theo lời tiên tri của Đức Thầy đó, là văn thù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian, gió đưa lướt sóng bờm loan rước người tu niệm xê sang quỷ tình. Ai mà tai vạ chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Nếu quý vị không tu là quý vị giàu mãn chỗ nào để chăng nữa thì không thể được, là tại vì cái ngày đại quả chúng sinh mới trả quả. Thì bây giờ đó là những cái phần mà anh em mà nói là ẩn cái chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái chỗ ẩn đó là đâu? Một là chúng ta ẩn vào Phật pháp, hai là trong cái vùng tứ trấn ngày xưa Phật thầy Tây An đó sai để cố các một vùng cũng thể đó, nếu đến cơn bát loạn đó là chúng ta tránh ngoài vô trong, là trong cái vùng tứ trấn đó là chỉ yên ổn thôi. Nên ngày xưa Đức Thầy khi mà Ngài đi vào Lục Châu đó ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không? Có người đạo lý hơi thâm, xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rài. Đi nghe liền mới tỏ bài, lúa bay về núi đó dành dài ngày sau. Mà núi nó nằm đâu? Gọi là dở xương tô đó mới thấy muôn nhà, đủ vật thực để mà cho báo. Hay là qua ngày sau ông mặc đen già trần phai thì bắt ra đằng mà đủ nhau. Thì khi mà cái cơ trời ổn định nổ rồi thì chúng ta đó là được các ngài gom về ở trong vùng núi, chứ ngoài ra là không ẩn ở nơi cái chỗ nào đó. Năm châu thế giới này nó là trở lại đó là đến việc phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần này tở biển mênh mông, thì đó tất cả năm châu thế giới này là cứ như cái biển trời đó là bao la rộng lớn, thì không thể nào mà chúng ta ở ngoài tránh nổi. Bởi vì đến cơn bát loạn là tránh ngoài vô trong thôi, gọi là cung ly tạm trú ở ngoài vòng một thuốc đương tranh. Thì lúc bây giờ là khi mà bát loạn là ông ba ông tiên tri thế này nè, ngồi buồn có nước lơm lơm, quý vị nghe kỹ nha, mùa xuân mà nước chảy. Bây giờ cái mùa xuân năm nay, bây giờ quý vị nghe lục thế giới chưa, năm trong thế giới này lục tưng bừng luôn, và cả thành phố mình mới đây cũng bị lục luôn. Cái mùa này mà cái mùa xuân mà trở lại đó là sắp qua mùa xuân mà lại lục chứ, mưa bão chứ. Vậy thì bây giờ đó là ngồi buồn có nước lơm lơm, mùa xuân mà nước chảy, bây giờ mới ngờ ngã ba có các nhà thờ tại Dôi Lộ Lỡ thượng cầu Chiêu An, nơi cái phủ thờ ông ba ông về đó Chiêu An, thì Đức Thầy chúng ta về bên đây. Thì cái hiện tượng bệnh dịch vừa qua đó, lần thứ nhất nè, lần thứ hai nè, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ tư này đó là cái thời gian đó được không ai đi, và cái lò thiêu cũng không kịp, là cái đó còn chuối điếm các quý vị. Nhưng mà qua năm mẹo này không còn chuối điếm nữa, bị gì qua chữ âm à, âm hao à, mà âm này cũng gọi là tiếng nổ. Mà cái ngày chiến tranh này nổ cũng vào năm tới luôn, thành thử ra đó là thiên địa u minh. Thiên là trời, địa là đất, u là tối, minh không có sáng. Thiên địa u minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lị há khang, đạo đức tầm sâu sâu chẳng cạn, đời cùng lý loạn khắp chư bang. Vậy thì qua nửa trong tháng 3 là nói chung ra con rồng mới được rút nanh, mà trong bá tánh thất thanh anh hùng. Vì tháng 3 năm nay là trong cái tháng 3 này nguy hiểm lắm, nên vì lúc đó mà ông ba cho biết là sủ dần đa bệnh, là còn đa binh tháng 3 mùng 9 xuất binh, ngày rằm xuất tướng á, dạ linh bắt bầu. Vì thì bây giờ đó là trong có hết cái năm dần và hết cái năm sủ rồi, thì đó là tới tháng 3 của năm tới đây là tháng 3 mùng 9 xuất binh, ngày rằm xuất tướng, giờ linh với màu, đến đâu đá nổ chúng trai, nó cho già trẻ cái chai mừng. Thì trong tháng 3 này đầu đúng tháng 4 gọi là xà bì sự biến tiếng âm thanh, rồi đó là trong cái đinh tị này sắp nổ thì linh nhân dân sau xíu nó mình có vô, thì chúng ta sẽ được vào trong đại hội đó, thì dự hội lần qua, chứ còn không trốn đâu được. Trong chị trồng giao trong vô cái trong cái bốn thẻ chúng ta ăn đó là mới an toàn thôi, còn ngoài ra là không có chỗ nào mà an toàn hết. Đức Thầy chúng ta là vị Phật, nếu mà ở bên Tây Phương thầy bay qua đây đó thành gì, thành một vị Phật đó, thì chúng ta không thể tu được. Đức Thầy mà hòa nhập là con ông Đức Bà khi đẳng sanh đó, vào ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, nghe kỹ ngang, mà cái tháng năm tới này đó, cái tháng 6 là tháng Kỷ Mùi đó, ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi 1919, Đức Thầy chúng ta khai đạo 1939 loại Kỷ Mão, hai chữ kỷ. Như vậy thì bây giờ cái Kỷ Mão này Đức Thầy chúng ta ra đời về đạo chỉ có 20 tuổi thôi, quý vị nghe kỹ nè ngang, Đức Thầy chúng ta chỉ có 20 tuổi đời thôi mà sanh như tri, có nghĩa là miệng dít môi đầy văn tao nhã hạ bút thần thơ đã đề khai. Đức Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ ngài xuất gia lúc 19 tuổi, và ngài văn du trong 6 năm trong bó Đồ Tà, 6 năm ngài ngồi rạch ni liên thiền, lúc ngài đắc đạo là 31 tuổi, trở về thành Tỳ Lê Vệ, ngài thuyết pháp 49 năm nữa, nhập Đức Bàn 80 tuổi. Nên như vậy thì bây giờ Đức Thầy chúng ta là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hở giới truyền khai đạo pháp, gạn là cái nữa cho quý vị thấy rằng chúng ta thấy thực tế, đến đâu cũng tỏ thiệt hơn. Nhà tôi có thiệt vốn đờn năm giây, đây là ngũ thừa Phật giáo,
Phật thầy Tây An là một, Bổn sư là hai, Phật trùm là ba, Sư Giải là bốn, Chúa thầy chúng ta là năm, gọi là ngũ thừa Phật giáo, gọi là đến đâu cũng thỏ thiệt hơn. Nhà tôi có thiệt vốn đời năm giây, tôi còn mắc cái nợ này nên phải làm gì nè dễ quá căng. Bởi vì cái nợ là cùng thù đắp linh hồn mà trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nâng cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời được có độ chúng sanh, là cái nợ đó đó. Như vậy thì bây giờ ngũ thừa Phật giáo rồi, thì đến đâu cũng tỏ thiệt hơn. Nhà tôi có thiệt vốn đời năm giây, tôi còn mắc cái nợ này nó phải làm gì nó dễ quá căng. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80 là chỉ có 80 năm thôi, cộng 20 năm của thầy ra đời dạy đạo, 80 năm Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn là 100 năm đúng. Từ năm 39 này đến cái năm là canh tí 2000 đó là 20, là tròn lại 100 năm. Từ cái tí này trở sau là trở tạm diệt không, tạm diệt tới thì chỉ còn cái mẹo qua dành này gọi là âm dương kết liễu. Đức thầy chỉ biết là khùng tôi biết âm dương, nằm ở chữ âm bên dưới âm bên nữ này nè, nam dương nữ âm đó là bước đầu cái năm mẹo này, bắt đầu là bắt đầu là âm dương kết liễu đó, mở liễu là xong đời đó. Khùng tôi biết âm dương kết liễu, khùng nguy cơ cùng đạo Thích Ca, thì những cái đó thầy đã tiên tri hết rồi. Thì mong rằng toàn thể đồng đạo chúng ta để hồi tâm và tu cho nó kịp thời kỳ lúc qua đại hội, chứ còn nếu không đó là coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đỡ màu của giấc sinh linh, nếu để chờ sấm nổ nhân thân thì e phải tánh năng năng nó muộn, thì cái giờ đã chúng ta tu nó muộn, bây giờ nó còn kịp. Thì huynh thư cho anh hỏi cái đầu tiên một đoạn nó dài để cho anh em huynh đệ trong nước ngoài nước nghe. Chừng nào dứt giặc 7 năm ông bà ăn Tết một năm sinh dày, có phải từ năm mẹo này tới năm dậu là đúng 7 năm không anh? Bây giờ nếu mà đồng đạo hỏi thêm thì tôi xin phân tích thêm cái này. Từ cái kỷ hợi đổ gì trước đó, nó thuộc về cái thời gian nó có ngày của nó dưỡng. Từ cái tí này gọi là canh tràn giả đoạn đỏ canh sơ, hay là canh nghiêng diễn lượng tốt tự thành, thì từ cái canh tí này nó trở lại đó là thêm đó là 5 năm 6 tháng. 5 năm 6 tháng lòng đông thương cho thiên hạ mất dòng gian nan, kẻ thì lạc mẹ kiếm con ruộng trâu đã hết, chứ còn muốn chi đó. Cửa nhà tan nát vậy thì đã bằng sấm vậy còn gì trời ơi. Như vậy thì bây giờ đó sụ là tí là sủ là dằn là mẹo là thành, gọi là 5 năm diễn lữ cơ hàng đó, là bây giờ đang có hết rồi đó. Và cộng thêm đó là 7 năm nữa thì đúng vào con giáp 12 năm. Đúng. Dạ, cũng vào con giáp 12 năm thì nói chung đó là thang 12 nấc không biết đâu, từ tí chứ hợi biết đâu là mai chiều. Thì cái người nào có tu thì ai tu sụ đặng mẹo dằn thánh ra, hay là ai tu sụ đặng mẹo dằn gì non thì được trong giờ hội long qua, ở ngoài ra bị trao quả mà trả liên tục tới. Vậy thưa hỏi quân tư vậy, bây giờ anh em có thể quay đầu trở lại kịp không? Dạ kịp, khi nú nổ thì mới không kịp thôi, còn bây giờ kịp hết. Anh nói lên một đoạn nào để cho cô bác và anh chị để quay đầu trở lại. Bây giờ ông Phật á, ông không có nói là tu cao hay thấp, hay là hỏi tu mau hay lâu, mà nếu chúng ta đó là miếng giác ngộ là bờ, mà nếu còn mê là chúng sanh. Chúng ta đang ở nên cái bế mê này mà quý vị giác ngộ đó hen, là Đức Phật cứu liền. Bây giờ quý vị nghe cái mọi chuyện của cái ông lão này lúc thầy ra đời. Thì cái miệng trên ông xuống đó, cái giờ của buổi chiều của 23 đi, là ông đến định là có 24 ông mới lên xin quy thầy. Thì Đức thầy biết rằng ông lão này hôm nay chết, Đức thầy mới xuống dưới bến đó, tổ đình đó. Thầy nói ông lão sao mà ông đến đây mà ông xin quy đi, ông chờ đợi gì vậy? Cái ông lão nói dạ thưa thầy, con bữa nay 23 thầy, con thấy ngày xấu rồi, để cái bữa 4 con xin quy. Thì Đức thầy mới nói ổng là ông biết ngày mai ông còn không mà xin quy. Thì đúng là ngày mai ông chết quý vị. Thì đó là ông chết rồi, thì coi cái giấy tờ ông đưa gì bằng cái miền trên á. Anh em đồng đạo hỏi thầy gì chứ, cái ông lão này ông già rồi, nhưng mà ông siêu đi xin quy thầy chỉ có một đêm mà ông chết rồi sao thầy? Đức thầy nói mai đó ông xuống xin quy tôi kịp, nếu không định hồn ông sai rồi địa ngục. Nên vì lẽ đó mỗi vị nên biết rằng là chúng ta giác ngộ giờ trước giờ sau thì Đức thầy cũng giải cứu như cùng. Và khi nào núi nổ là không kịp ngăn. Nên Đức thầy chỉ biết là coi ai có chứa bầu nhiệt huyết dùng đạo màu của giấc sinh linh, nếu như chờ sấm nổ văn tinh thì em bá tánh là muộn, thì giờ đã muộn. Còn bây giờ tất cả anh em đồng đạo chúng ta đều được tu kịp thời gian hết. Dạ, còn mấy tháng nữa là dán tu với anh. Dạ, mười còn mấy tháng nữa thì năm nay là quyết định là năm Kỷ Mão. Đúng rồi, cơ duyên phú thần thiên nhân bút, bởi cơ trời đời thúc bên lưng, thì năm tới là vào ra mèo cũng là kết thúc, mà vào cái tháng Kỷ Mùi tháng 6 là cái tuổi của thầy, chừng gặp tuổi Mùi của tánh Đức Thanh là kết thúc chương trình của ngài. Đức thầy chứng đoạn lại là đây là chúng tôi nói rất là cơ bản, cái ba chúng tôi nói là phi phở ngang, thì chúng tôi nói đây là cơ bản, thì quý vị chúng ta nên an tâm để niệm Phật, để chờ ngày hôm qua. Chắc có thời gian này quý vị thấy làm giàu được đâu, năm châu thế giới giờ tưng bừng trân, minh dịch dân đang lan tràn đều trơn tới Việt Nam nữa rồi, rồi chiến tranh nó bắt tay vào cuộc hạt nhân rồi, nên rồi không làm ăn gì được trơn, thì bây giờ đến lúc là nó dở dang rồi đó, dở dang rồi đó. Dạ thưa quý thầy, cho em hỏi thêm một đoạn đây, trong cái cuốn sấm truyền của Đức Phật thầy Thế An đó, ngài có tiên tri cuối thân nhiều việc rất gai, hội về bảy núi các bay mặt trời. Dạ thưa quý thầy, để
nói lên câu này cho anh em thì bây giờ đó là trong cái lời tiên tri của ba đó là nhiều tiếng nổ lắm, chứ không phải mà một tiếng nổ đâu. Bây giờ Đức Thầy nói trong cái bài Lô Tô đó là trong cái bài Lô Tô Thầy chỉ cho chúng ta rất rõ là Lâm Dĩ xà đầu khỏi chiến tranh, Can Qua xứ xứ khởi đại binh, Mã Đề dự cứ anh hùng tặng, Thăng Dậu niên la kiến thế bình, hay là Quỳnh Lâm Lộ Dĩ. Bây giờ đó là Quỳnh là họ Đức Thầy, hay là Quỳnh cũng gọi là Vàng. Mà bây giờ quý vị có tin không, cái dùng ngôn cấm bây giờ đó nó đang đó là sửa sang ở trăng chỗ Tự Nhiên Lạc rồi, các ở nơi bây giờ đang là dẹp phá tùm lum hết trơn rồi, để là mừng ngày Thánh Chúa ra đời đó. Còn tất cả cây ăn trái bây giờ mấy năm trước đây nó dâu đó nó đậu gãy nhánh luôn, mà bây giờ nó không đậu trái nào hết. Như vậy thì đó là trong cái việc đó là vàng mà ở dưới ngôn cấm đó nó đã lộ lên rồi đó. Bây giờ chúng tôi xin trở lại cái phần đó là của ông Bắc Kỳ Lan nữa. Bắc Kỳ Lan đó là ông giỏi lắm, ông giỏi là biết, mà ông cho biết đó là trong cái Bắc Kỳ Lan đó là ông cấm diệu quyền chiếu nguyệt long, dưới lòng cấm quyền diệu lắm, mà hầm rồng chứ lớn mà dòm thấy ở dưới là hào quang sẽ được đó. Thành thử ra đó là ông cấm diệu quyền chiếu nguyệt long, bát môn ngọc bích ẩn bên trong, giặc y đai giáp kim khôi mão, lan thấy tận tường vậy chẳng phải không, ẩn khước từ quan dương lĩnh thánh, sĩ hiền hoài giọng luống chờ mong, quy hoàng nó bắt niên canh kỷ là 2020 và 19, gọi là đất nước chúng ta là quy hoàng nó bắt niên canh kỷ. Nhưng mà điền phá sức dương, nhớ kỹ ngang, điền phá sức dương giáp bắt âm, mà chỉ còn là ác mão thôi, hai tháng ác mão thôi. Bây giờ đó là phá điền thiên tử sức, thì bây giờ đó trâu, cái cặp trâu này đó là Nhật Bản hay thằng Trung Quốc ấy, nó cài đấy hen, thì nói chung ra là sẽ sức vua. Quánh một cái đầu đó là hạt nhân này nổ cái rồi là chúng ta thấy đền nhà ngập về chúa có năm mới năm quý mão rồi, giờ chữ âm hết rồi, mình đã chúng tôi đã có giải hết rồi, thì quý vị chúng ta thấy rằng sẽ có tối trời tối đất đó, 7 ngày đêm bạc ló trời trăng đó, thì mong rằng toàn thể đồng đạo chúng ta nên quay đầu hướng thiện và cố gắng niệm Phật làm lành. Tại vì đó là trong cái ngày sắp đến đó là đổ non đổ núi đổ hòn Hà Tiên đổ châu đốc rồi đổ châu biên, không phải riêng về các nước đâu, nhưng mà từ đây biến đổi gì thì dương thế chuyện gì cũng có chuyện lai, là thay đổi diện địa hình ở trong cái quả địa cầu này cho chúng ta thấy rằng là đây là trời Phật đã làm, thì chúng ta phải tin tưởng trời Phật để chúng ta tu cho kịp cái ngày Long Qua Đại Hội, chứ còn thế gian làm được đâu. Bởi vì đó là Long Qua là hội Phật trời lập Phật ra, mà lập ra mà lập qua lập lại gì đâu, nhưng mà chúng ta xây dựng mà bằng vài năm đâu, bởi vì chỉ có niệm Phật mới coi đời thôi, chứ không có hành pháp nào kịp đó. Thầy nói là khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời để chi, để cõi hạ giới rồi mà chơi dẫn. Thì bắt đầu từ niệm Phật giờ này tới hạ giới, tức là thế gian này, là vào tháng 3 này là hai con rồng vô một lượt rồi, là rồng mây che giận, là nó sẽ kết thúc cuộc đời của chúng ta để không còn hưởng cái thế gian nữa. Đức Thầy chúng ta là một vị Phật, là Ngài vì cái đại nguyện lớn lao cùng thù đáp linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nâng cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta quá hiện ra đời để cứu độ chúng sanh. Từ cái nhân duyên mà chúng ta với Đức Thầy nhiều từng kiếp trước đây chúng ta đã có tu rồi trong cái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, nhưng mà cái sự tu hành chúng ta còn dang dở, chưa có trọn vẹn, nên chỗ này, nên cái kiếp này chúng ta trở lại một lần nữa để gặp Đức Thầy, để là chúng ta có nhân duyên để tu và thoát trong cái cảnh lao tù, trong cái nơi đau khổ cảnh thế gian này, để chúng ta được trở về nơi đời Thượng Nguyên Thánh Đức, hay là nơi thế giới Cực Lạc, và chỉ có người được giác ngộ chân lý là sớm về cõi Phật an thân. Kẻo kiếp phong trần dày gió dặn sương, đây là một cái nhân duyên, đại nhân duyên rất lớn, là ngàn năm một thở chúng ta được gặp cái chánh pháp. Mà chánh pháp này không khác hơn là chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Phụ và Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì bây giờ đó là cái pháp kỳ này, đó là Đức Thầy đã canh tăng giáo điều, nên mỗi một cái lời mà dạy bảo của Thầy thì quyết dễ trần nó là thường, hay là lòng thương chúng khuyên răng đủ thế, mà nào khác chợ chưa đồ ế mà bán rẻ rề kẻ mua. Nên trong cái bát chánh đạo của Thầy chỉ chúng ta rất rõ. Và khi Sĩ Đạt Ta đó là Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Ngài đắc đạo đó, Ngài nói pháp tứ đế độ đời trước hơn cho các pháp, và chỉ con đường trung đạo cho người hình theo. Thì bây giờ đó trong cái pháp tứ đế mà Thầy hôm nay ra giảng dạy đó, một là tập đề, hai đó là diệt đề, ba là khổ đề, bốn là đạo đề. Bốn cái phương pháp này mà Phật Thích Ca Mâu Ni đó Ngài truyền lại dài cho tới ngày hôm nay,
Đức Thầy chúng ta là đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni Tổ Phụ. Ngài đem ra cái lời vàng dạy ngọc, vàng ngọc đó, lời vàng ngọc là son ngọc đó nên dạy chúng ta là hiệu lão sĩ ra đời thực tế mà đem lời vàng dạy dỗ nhân trần. Mỗi một lời, mỗi một câu là chúng ta thấy điều là sự quý báu, nên gọi là hào quang chư Phật rọi mười phương. Đạo pháp xem qua chớ gọi thường, chuyên chú nghĩ sư từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thần lương. Trong thời kỳ buổi hạ nguyên nhiễu nhương của nhân loại, chúng ta nếu mà không căn cứ theo cái kinh thánh vô lượng của các ngài, chúng ta dễ bị chênh lệch trong cái pháp tà giáo, hay là chúng ta sẽ nhận định chúng ta nó không có đúng. Bởi vì đó là lý do sao vậy? Đức Thầy chúng ta là một vị Phật mà âm dương của trời đất Thầy đều biết hết, và kể chung trong cái hệ của Sơn Kỳ Hương, những lời tiếng tri của cụ Trần Trình, của Phật Thầy Tây An, của Đức Ông Ba, và nói chung là trong hệ của Sơn Kỳ Hương, nên gọi là ngũ thừa Phật giáo. Như vậy thì bây giờ đó là nếu mà ngược lại dòng lịch sử Phật giáo đó, chúng ta nên biết rằng ở nơi Ấn Độ là chỉ có mình ông Sĩ Đạt Ta là tu thành chánh đạo, là gọi là hiệu là Thích Ca Mâu Ni, là Phật tổ ở cõi Diêm Phù Đề này. Và sau khi ngài tịch diệt rồi, ngài truyền lại cho 33 vị tổ đó là tổ thôi chứ chưa có phải là vị Phật. Nhưng mà trong cái đất nước Việt Nam chúng ta đó, ở nơi tỉnh An Giang, là chúng ta thấy vô cùng quý báu. Ngài chỉ tạm mượn nơi cái Hòa Thôn, gọi là ngày xưa gọi là Thôn của Hảo, Hòa Thôn Hậu Cảnh xứ Chi Ta, tạm dắt nhân sanh khỏi ái hà, tạo sát quỳnh thanh danh sách kẻ, mà chờ thời thiên đỉnh thiết hùng ca. Tạm mượn con nước ông, con nước bà, rồi ngài cũng là hòa nhập với chúng sanh và dạy bảo chúng ta trong nhiều kiếp mà Đức Thầy cho biết là đã chuyển kiếp đó từ lâu, chờ đến ngày tra trợ thế. Ngài đã chuyển kiếp nhiều lần, và trong các thế hệ Bửu Sơn Kỳ Hương chúng ta đã bỏ nhiều cơ hội rồi. Đây là cái cơ hội ngàn vàng, Đức Thầy chúng ta là cuối cùng để rồi chuyển sang lập cái đời Thượng Nguyên Thế Đức. Mà cuộc đời Thượng Nguyên Thế Đức đó nó còn bao xa nữa, nó đã có cận kề chúng ta hay chưa? Rồi cái trong pháp tu chúng ta giờ này đó, chúng ta là hưởng ăn thừa của Đức Phật, chúng ta đã hưởng được cái gì? Bởi vì Phật từ bi đó là độ tử độ sanh, là độ kẻ hiền lương nhân ái. Trong kinh có nói là nhân thân năng đắc và khắp pháp năng dân. Thân người có được, Phật pháp có nghe, mà chúng hai chúng ta được có thân người và được nghe Phật pháp. Mà nhất là hôm nay chúng ta được đứng vào cái vị trí đó, là người tín đồ Phật giáo của Hảo, mà đây gọi là con cả. Đức Thầy cho biết là dạy con cả nào đâu than cực tiếng làm thầy phải nặng đôi vai, việc khó khăn lắm lúc khôi hài, ấy cũng bởi thời lai ông tạo, ông nhồi quả cho người hành đạo lúc nguy nàn có tối chí cùng chăng. Nếu bền lòng dĩ quả cao thăng, thì khỏi chặt giả bỏ lăng Phật thánh, chốn Phật đường ráng trao đức hạnh, phải bền lòng mới rảnh trần ai, việc cao siêu Phật pháp còn dài, mà ráng kiếm chữ không không mà có. Chúng ta tu nó cũng phải trải nghiệm, chứ không phải là không trải nghiệm. Đừng có than, đừng có buồn, đừng có nói rằng là tu tu xong mà tu khổ. Đây là một cái sự nhồi nắng cho chúng ta có đầy đủ nghị lực hay không, để rồi sau này cái ngày mà Đức Thầy trở lại đó, là sẽ chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc dư bang. Như vậy thì cái pháp tu này là ngài dành chúng ta quá dễ dàng, gọi là tại gia cư sĩ hoặc Phật tu nhân đền đáp tứ đại đồng ăn. Và một cái điều an ủi cuối cùng mà chúng ta không tu được á, là sao biết được gia đình có tiếc, uổng lắm. Nên trong cái tứ mà diệu đề Đức Thầy cho biết á, thấy một đàn đó thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm, mùi đạo diệu chúng dân rắn kiếm, mà trễ thời kỳ của cặp đấng tăng. Hôm nay từ ngày Đức Thầy khai đạo cho đến nay là chúng ta thấy quãng đường là 83 năm lễ đạo trôi qua rồi, và lễ đản sinh 25 tháng 1, nghĩa là rồi vừa qua đó là lễ kỷ niệm chúng ta hưởng là 103.
mà những cái ngày mà Đức Thầy tiên tri trước đây bây giờ nó đã hiện bày sự thật chưa, và nó sẽ kết thúc vào thế nào, rồi sau đó chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm cái phần pháp tu cho nó kịp với thời kỳ Long Hoa Đại Hội. Kính thưa chư vị đồng đạo thân mến, đối với chuyện chúng ta sống trong cái quả địa cầu này là do vận chuyển của Ngọc Hoàng Thượng Đế và ngũ hành ở nơi cái chùa An Hòa Tự, là cái nơi lấy trái tim của đạo. Mà ngày xưa ông Hương Chủ Bó trong dân làng đã hiến cái chùa này cho thầy, thì Đức Thầy đó là nhận cái chùa An Hòa Tự này gọi là chùa thầy, nên gọi là khùng thời quê ngủ núi Sam còn điên có chẳng có chùa am dưới này. Ngài ra đời về bảo cho chúng ta hôm nay đó là muốn cho dân hiểu đạo màu, chứ không có muốn chùa lầu chỗ cao. Bao nhiêu cũng biết vàng thao mà dạy khôn trần thế chứ nào dạy ngu. Phật thầy Tây An ngày xưa thì về nơi Tây An Cổ Tự, là ngụ tại nơi Tây An Cổ Tự. Còn cái chùa nơi mà An Hòa Tự này cũng chính ngày xưa Phật thầy Tây An cắm cái chùa này. Và nói chung ra đó là khi dân làng đã vào 1900, nghĩa là 39, thì giao cái chùa này cho thầy, thì Đức Thầy kêu làm ba cái tờ là bước. Một là cái tờ quận trưởng quận Tân Châu nhận, quận trưởng quận Tân Châu nhận. Cái tờ thứ hai là dân làng nhận. Cái phần cái tờ thứ ba là Đức Thầy nhận cái tờ lập ước đó. Và sau khi làm ba cái tờ ước này rồi thì Đức Thầy nhận đưa lên cái tờ lập ước đó. Thầy cho biết là Đức Thầy xin nhận cái chùa này gọi là chùa thầy. Từ đây trở về sau, tất cả bổn đạo đều được đến tự do để lễ bái và chiêm ngưỡng. Nên trong cái chùa An Hòa Tự này đó, là trong cái thờ này đó là ba cấp. Cái cấp trên cao nhất á là Đức Phật A Di Đà, Đại Thế Chí và Quan Thế Âm. Cái cấp kế đó Đức Thích Ca Mâu Ni Thực Phụ, A Nan và Ca Diếp. Ở dưới đó Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào và Bắc Đẩu. Lý do sao ba cái cấp này mà lại trong cái chùa An Hòa Tự mà Đức Thầy nhận cái chùa này là nếu như có thế nào? Cái pháp môn tịnh độ đó, pháp môn này vô vắng mà Ngài tự thiết. Đức Thầy chúng ta nhắc rất rõ là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng dặn dặt dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng mà thoát mê đồ cho cuộc luân hồi. Đức Thầy chúng ta là tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni Tự Phụ. Ngay thời kỳ Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đắc đạo rồi, và Đức Thầy chúng ta là đệ tử trung thành, và Ngài qua bên Tây Phương Cực Lạc bển, là đang ở nơi cái Tây Phương Cực Lạc bển mà chẳng ngồi nữa, ngôi vị được hưởng quả Bồ Đề Trường Thọ, mà còn len lỏi những chốn hồng trần để chịu cánh chơi khen. Nên nguyên cái đoạn văn mà Đức Thầy nhắc chúng ta về A Di Đà để ra sức lạnh Đức Thầy giải đạo, mời quý vị chúng ta đồng nghe một cái đoạn văn này. Muốn tu tịnh nay đã gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh, ra sắc lệnh bảo tàng truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỳ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Vì vậy bây giờ ai còn tham sân si, đó là nằm ở trong cái ý nghiệp, thì bây giờ đang đến giai đoạn này là lớp đào chết kể thôi vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Vì vậy thì bây giờ đó là cái quãng đường mà từ cái kỷ Hợi mà trở về trước đó, là con giáp lớn, con giáp nhỏ. Bây giờ chúng tôi xin
đại khái sơ lược lại những cái thời gian khi Đức Thầy ra đời giai đạo. 1936 là cái năm đó Ngọc Hoàng chuyển sổ đó, mà Đức Thầy cho biết là chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng này muốn xử tiêu cho rồi. Cái năm đó năm chuyển sổ đó, nghĩa là ông Ngọc Hoàng ổng nói là sai Nam Tào bắt đầu đi chuyển sổ trần gian, nhưng mà kế đến là Du Minh Dương và Phật Tổ xin quản lại. Thì đến năm 39 Thầy ra đời. Thì bây giờ đó là vào năm 37 đó, là mang cái thị ách mà ở nơi cái Gò Công đó, gọi là mang thị ách hồi năm Đinh Sửu đó, đến năm nay tái lại một lần. Khổ ách này đặng thức đỉnh trành, đặng thiên định tuần đời sắp hạ. Thì vào 1997 là cái năm đó cũng là cái năm Đinh Sửu nữa, trở lại cái ách nước mà chết ở nơi cái cơn bão số 5 ở Ngọc Hiển, cái Lâm Phan Thiết, và dài xuống đó là ở nơi cái Kiên Giang đó. Thì cái nạn ách nước nó chết cũng không thể tả nổi. Vào ngày mùng 3 tháng 10 cái cơn bão số 5, tôi có người ông bạn quen thì ông có cái ghe lớn lắm. Sau khi cái cơn bão đó rồi thì ông ở Bình Thủy đó, ông về ông không còn là đi buôn bán nữa, mà ông đậu ghe lại ông ra tu. Thì cái đó là cái năm cảnh cáo thôi, là tuần đời sắp hạ chấm hết thôi. Thì bây giờ đó là nó trải dài qua cái thời gian đó, là khi 1999 á, được ông Lê Quang Vịnh vô cái trao quyết định cho Mười Tôm để làm trưởng ban đại diện tôn giáo Dông Hảo, gọi là Bắc Nam chờ đợi cuối thình, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Thì bây giờ đó là 1940 là một cái thình, 1952 là hai cái thình, 1964 là ba cái thình, 1988 là bốn cái thình, và năm 2000 đó là nói chung là thình thứ sáu. Nhưng mà cuối năm thình vận chuyển rồi, thì năm 99 là vận chuyển tới cái thình 2000 đó là giáp lại cái chu kỳ của cái giáp lớn. Và cho biết ngài cho biết thêm đó là hết thình rồi lập Nhân Hoàng hội ra, bởi vì xứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thình rồi lập Nhân Hoàng hội ra. Thì bây giờ đó là nhân sanh là nói chung chúng sanh, mà Bắc Nam chờ đợi cuối thình, thì ông Lê Quang Vịnh là người Bắc và Mười Tôm là người Nam, gọi là Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình cho ta. Vì bây giờ vậy thì chúng ta nên biết rằng là lời tiên tri của thầy hôm nay đã hiện bày sự thật rồi, gọi là cuối năm thình sẽ lo vận chuyển xứ Hà Tiên, cuối năm thình sẽ lo vận chuyển xứ Hà Tiên, chữ Hà là xong, chữ Tiên là trước, là xong tiền đó, linh hiển cơ quan. Thời kỳ ngày xưa Đức Thầy quý nhiệm trong Lương Châu Tường đó là đã qua rồi, đó là một cái thời gian đó là Đức Thầy quý nhiệm trong Lương Châu Tường. Và còn lại đó là cái năm mà 1999 đó, ông Lê Quang Vịnh đó là vô trong đất nước Việt Nam chúng ta đó, là nói chung ra vô cái Hòa Hảo đó, trao quyết định cho đó là ông Mười Tôm đó làm trưởng ban đại diện đó, gọi là cuối năm thình sẽ lo vận chuyển xứ Hà Tiên, linh hiển cơ quan. Hà là xâm tiên là trước, là xâm tiền, linh hiển cơ quan, đây là cơ quan của ban đại diện chứ không có nói với hội nữa. Thì nhân sanh để hiệp một đàn, hết thình lập Nhân Hoàng hội ra, sao gọi là hết thình. Trở lại cái phần chi tiết này để quý vị chúng ta thấy rõ hơn. Bởi vì đó là 1999 đó là con giáp lớn, thì Đức Thầy chúng ta đó là vắng mặt vào ngày 25 tháng 2 sau nhường năm Đinh Hợi 1947, thì đó là nó đều nằm con là giáp lớn hết. Nhưng mà cái Tân Mão 10 đó là một này là nó trở lại giáp 12 năm rồi, đó là đến cái thình là cái canh thình mà 2012 đó chung ra là nó là con giáp nhỏ đó, tới cái 2024 này nó thêm cái thình nữa. Nhưng mà Đức Thầy chỉ biết là hết thình rồi lập Nhân Hoàng hội ra. Ở đây chúng ta nên chấm cái dấu này để thấy rằng là hết thình rồi lập Nhân Hoàng hội ra. Khuyên sanh chúng gần xa phân cạn dựng Nhân Hoàng. Nhân Hoàng là ông vua đó quý vị, ông vua Nhân Hoàng đó, cho rạng ở đông. Chúng sanh phải tưởng giống dòng hiệp tâm hiệp chí, cộng đồng nhà Nam Phật chỉ dạy quy tam lập hội, dựng cho rồi một cõi thành ba. Bây giờ đó là tam giáo quy nhất môn. Trở lại cái đời Thượng Quan Thánh Đức kỳ này là trong vào cái hết thình là không tới 2024, thì chúng ta đi vào 2023 này là cái năm sẽ lập hội Long Hoa. Ở đây chúng tôi sẽ xin chi tiết thêm những cái thằng quan trọng. Từ cái ngày Mão mà năm 1939 á đến năm 99 là chúng ta hưởng giáp lớn. Và đó là từ cái mà Hợi 2007 đó, 1947 đó, nó đụng đến 1000 đó là 2019 đó,
là nó đều đó là nằm đó là con giáp lớn và giáp nhỏ hết. Tại vì đó là từ cái 2007 đến 2019 đó là 12 năm nữa, gọi là cái năm Kỷ Hợi và Canh Tý. Vậy thì trở lại đó là trong cái thời gian năm Mẹo này đó, nó sẽ diễn tiến về cực kỳ những cái ngày sắp đến, là cái ngày để chúng sanh nó là sẽ bị một cái ngày trả quả. Như vậy thì bây giờ đó là Thác Sơn sẽ xướng nổ mà quy cổ Diệt Kim. Bây giờ quy cổ là quy người xưa trở lại, Diệt Kim đó là Diệt người đời nay. Thì cũ cũ y nhiên tình riêng thông báo đổ máu tung rơi, cùng mới nó chơi chưa ban phục. Thì cái năm nay là ngày mai chúng ta sẽ đưa ông Táo về trời, thì Đức Thầy cho biết á, nay cùng ông Hữu Duyên tao ngộ, chúc ông về thượng giới để ban khen phần khí tăng thì tai trống miệng kèn. Bây giờ cái công chuyện tới đây đó là cái tai thì thầy quấn trống mà miệng thì thổi kèn. Để chi? Dắt thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu ngày nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rọi khắp cả nhân gian, bể trầm lưng khô cạn sáu đàn, thì tăng sĩ mới trở về để thanh tịnh. Là chỉ còn có một cái nhâm dần này, nó qua cái quý mão thôi, nó trở lại cái chu kỳ ngày xưa khi Đức Thầy vắng mặt vào 1947 là lại nhừng 2 tháng 2. Trở lại năm nay là nhừng 2 tháng 2 nữa, có nghĩa là nó trở lại Iran như hồi xưa chứ không phải khác được. Cái năm 1947 thì vắng mặt, mà năm 2000 đó là 23 này Đức Thầy trở lại. Bây giờ chúng tôi sẽ thấy một cái điều này nó quan trọng. Cái tháng giêng của năm đó là 1147 đó, cái tháng giêng là cái tháng dần, mà cái tháng nó gọi là nhâm dần. Hai cái tháng hai đó gọi là tháng quý mão, thì hai cái đó gọi là nhâm dần quý mão. Trở lại cái giáp dần năm nay, năm tới Mẹo đây, cái tháng giêng là tháng giáp dần, mà hai tháng hai tháng ất tỵ. Đây là giờ là trở lại cái con là giáp mà từ hồi lúc mà Đức Thầy vắng mặt tới nay thì nó trở lại, nó sẽ giống như Iran vậy, nhưng mà trong kỳ này thầy trở lại nó khác hơn. Giờ trở lại thì bây giờ chúng ta thấy rằng là trong cái còn mấy bữa nữa là chúng ta thấy Tết rồi, mà bây giờ quý vị thấy cái công chuyện mà của năm châu thế giới này nó diễn tiến, mà diễn tiến rất nhanh luôn. Vừa qua chúng tôi có nói rằng là bây giờ đó là cái bệnh hoạn mà về cái lần thứ nhất thì nói chung ra đó là sơ sài thôi, lần thứ hai thì cách ly 7-8 ngày, lần thứ ba thì cách ly đó là mười mấy ngày, thì ai cũng vậy, ai cũng tưởng chừng là tới cơn bệnh thứ tư đó. Bệnh dịch thứ tư này thì cũng nằm trong thế giới này, cũng là cách ly khoảng chừng 10 bữa nửa tháng là trở lại thôi. Nhưng mà không ngờ đâu là mấy tháng trời rồi, nói chung ra là tất cả các nơi đó là cũng không về nhà được. Rồi đó chúng ta bị cái cơn dịch, rồi bị nào là cái chỉ thị 16 thì nhà ai nấy ở, và đường xá là không có thể nào mà ai đi tới lưu được. Như vậy thì bây giờ chúng ta nên biết rằng là đây là một cái cơ trời đó là đã ấn định sẵn rồi. Như vậy thì bây giờ đó là chúng ta nên nghĩ rằng là chúng ta không muốn là cũng không được. Bởi vì đây đến thời kỳ mà chúng sanh bị trả quả, nên Đức Thầy đó Ngài đã khuyên chúng ta nhiều cái giai đoạn mà cái kinh khổ tới. Thử ra đó là Khổng Minh nhờ gió dụng công, còn ta nhờ được mũi mỏng mai tan, xin chứ chấp kẻ lầm lan xối. Để đức lành nó ta rỗi khắp nơi, non sông rực rỡ chói ngời, mảnh gương Phật đạo sâu đời của Kim. Bây giờ vào cái năm tới này đó là Đức Thầy sẽ cho biết là sâu đời của Kim lại, tại lý do sao chúng tôi lại dám nói những cái năm tới là sâu đời của Kim, là tại cái chu kỳ thời gian sinh quản nó hết rồi, không còn nuôi dưỡng chúng ta nữa đâu. Là tại vì từ cái Kỷ Hợi đổ về trước đó các ngài còn nuôi dưỡng, nhưng mà từ cái Tý trở về đây là các ngài không còn nuôi dưỡng nữa. Là 213 nước cái năm Tý này đã bị cái cơn bệnh dịch đó là hoàng hoại, và kế đến cái là năm Tân Sửu, còn chỉ bằng lại cái năm đó là dần này thôi, để chúng ta tu tâm dưỡng tính và các ngài cứu cho. Còn nếu không thì nó sẽ gác qua cái đầu cái Mẹo này đây, thì chúng ta không còn bao nhiêu ngày nữa. Mà cái công chuyện mà Đức Thầy cho biết đó là nay cùng ông Hữu Duyên tao ngộ, chúc ông về thượng giới được ban khen phần sĩ tăng, tay trống miệng kèn, dắt thượng tính chấn hưng nền Phật giáo. Nếu ngày nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rỗi khắp cả nhân gian, bể trầm lưng khô cạn sáu đàn, thì tăng sĩ mới trở về để thanh tịnh. Thì cái mùa xuân này đó là mùa xuân, nó là thảm lệ. Mùa xuân này khổ lắm anh, cho mấy mùa xuân thường không có gì. Bởi vì cái mùa xuân này đó là Đức Thầy nó ước ao xuân mới bằng xuân cũ, thanh bạch tâm hồn cuộc thảnh thơi.
ao ước rằng cái xương đây đó thì nó trở lại như cái xương cũ, nhưng mà nó không thể được đâu. Tại cái xương này đó gọi là cái xương là thảm lệ rồi, mà Đức Thầy cho biết đó là lẹt đẹt rồi đây, lẹt đẹt đùng lùng đùng, lẹt đẹt nổ lùng tung, lùng tung lúng túng dân ta túng, ngao ngán cho xương lão Bắc Hùng. Như vậy thì Đức Thầy cũng là khai đạo vào cái mùa hạ của năm Kỷ Mão. Thì bây giờ chúng ta lại trở lại cái thêm cái con mèo này, mà con mèo này đó là luộc gì thuộc về âm dương. Bây giờ âm dương thì nói chung ra đó là ở đây thì mình nói rằng là thiên địa, rồi âm dương là ngày đêm, rồi đó là đàn ông đàn bà, đực đực mái gì trống cái, thì đây là những cái âm dương của trời đất. Thì hết cái chữ dương này, thì qua cái chữ âm năm tới này đó, gọi là trong cái bài mà tự tháng thầy cho biết á, là nữ nam, nữ nam là muốn chung lo trong cái việc đó là nam nữ là sống trong cái ba địa cầu này, gọi là nữ nam muốn rõ âm hao. Ở đây đó là nếu mà qua cái chữ âm này đó, là muốn nói là cái chữ âm này là nói chung đó là chỉ cho cái ngày đó là quý nữ, bởi vì nam thì dương mà nữ thì âm, mà năm tới là chữ âm đó, mà qua cái chữ âm này đó là hao lắm. Nó hao đến nỗi là làm cho nhiều việc tiêu điều, chứ không phải một việc đâu. Muôn ngàn thiên hạ chính chiều thon giòn, kẻ thì lạc mẹ kiếm con mà ruộng trâu đã hết. Hết tháng 12 này đó là coi chừng cái công việc chúng ta làm ăn không được đó, gọi là ruộng trâu đã hết chẳng còn muốn chi, món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng xám vậy còn gì, trời ơi, ông ba ông đã trời luôn. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng là chỉ còn mấy ngày nữa là nó hết con trâu rồi. Mà con trâu này đã gọi là trâu Thảo Lan, nhiều kẻ trách phiền ngu phùng hổ, chứ ngu là trâu chứ phùng gặp nhau, hổ là cọp, đáo miền lao lý mà chí mẹo dằn. Chỉ là đầu của cái năm mẹo này thôi, gọi là chí là vừa đụng cái mẹo đó, mà trong đó nó gọi là con cọp nằm trong đó, gọi là chí mẹo dằn Phật ký hiện ra. Như vậy thì bây giờ đó là mảnh gương Phật đạo sâu đời của Kim, hay là ba cho biết thêm, hào quang chiếu khắp Nam Bang, đuổi trâu ngó thấy tan quang sớm làng. Vì thì đến lúc là phương Nam rạng ngọc chói lò, lưu ly phổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lầm trung tránh trực, quân cùng thần nổ nước vui tươi, liên qua đu nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu, thế gian thoát chốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cừu quá long, mắt nhìn thấy thần thông biến quá, Đức Di Đà hiện chó hào quang, Việt Nam là giống hồng bàng, không còn hung bạo lăng lòn như nay. Chừng nào tới lúc đó dòm khắp chốn rồng mây chơi giỡn, thì dân hai lòng hết bỡn cùng điên, thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp chung tam cõi với miền trần ai, thi tả cảnh bồng lai tại thế, mãi chần chờ e trễ kỳ thi, thì muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ nguyên sắc lệnh cái kỳ lần qua. Thì nếu quý vị nào có tu thì giờ này cũng nên cần tu đi, có chưa niệm Phật cứ cần niệm Phật đi. Chứ còn mà đến lúc mà hai cái tháng thìn nữa nghe, bởi vì cái tháng 3 đó mà nó trở lại tháng 2, rồi tháng 3 sau nữa là hai con rồng nó mới giỡn không vậy, gọi là dòm có chốn rồng mây chơi giỡn, dân hay lòng hết bỡn cùng điên. Thì thiên cơ biến ảo diệu quyền, hiệp trung tam cõi, mà nếu hiệp trung tam cõi rồi thì thông đồng ba cõi. Ở trên á thì thiên hoàng cũng mở các lăng, địa tạng dương là ngài sẽ mở 10 tầng địa ngục, là 10 cửa xem thấy gây hồn cho trần, coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công của đồng trừng trị cái lòng ác gian, hay là lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng ơn, khuyên dân làm chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn chừng mây. Người hung chớ đắc chặt thay, dòm xem bắt thảm ngày rài cho dân, mấy người còn được sát thân thì là đài ngọc các lăng dựa kề, thì trong cái là mấy người còn được sát thân. Quý vị tu đúng pháp thầy rồi thì đó là đức cầu hoàng, mà cửa thiên môn là ngơi cái chỗ mà ngọn cây dầu, gọi là ngọn cây dầu chấm lẫm cửa trời, người hung khó tới đổi giờ hiền lương. Như vậy thì bây giờ vừa qua rồi chúng ta thấy rằng là Đức Cố đã về đứng cửa Nga Bác rồi, gọi là ngọn cây dầu chấm lẫm cửa trời, người hung khó tới đổi giờ hiền lương. Mà ngài Đức Cố trở lại đó, gọi là tam thinh thay đổi người vô số, tặng thế đại điềm Đức Cố tới lai. Đức Cố đứng đó là bằng nó là đá nha quý vị, nhưng mà đến cái ngày cơ trời án định rồi đó là Đức Cố thiệt á, mà trở lại Đức Cố thiệt á. Còn chỉ dùng cái ông cấm là Đức Di Lặc, là trở lại cũng Đức Di Lặc thiệt luôn. Bây giờ ở trển nó đang đó là mở mang sửa sang lại ở trên cái khu vực trển là vô vô cùng luôn, nghe đang mở mang rất là lớn luôn. Thì đó là
khi mà làm đó là đây tới rất thiếu tới Tết là sẽ muốn xong rồi đó rồi, thì là biết đâu là cái ngày sắp tới là chúng ta hưởng cái mùa xuân của Di Lặc đó. Mà ngày xưa Phật là Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho đó là Đức Di Lặc đến thời kỳ khi Long Hoa Đại Hội mở rồi, thì Đức Di Lặc ngài chỉ thiết ba trần pháp. Trần pháp thứ nhất đó là độ được 96 ức lân căn, trần pháp thứ hai đó là độ được 94 ức lân căn, trần pháp thứ ba đó là độ được 92 ức lân căn, có nghĩa là kiến diệt bậc diệt sư tu hành mới đắc quả. Như vậy thì bây giờ đó là chúng ta thấy rằng là từ cái tháng giêng này gọi là cái tháng nó là giáp dần, giáp thời thấy rõ binh đao, ắt niên chiến quả xâm vào Trần Lan. Thì bây giờ đó là năm nay hai cái tháng ắt mão. Vì thì bây giờ đó là cái chữ ắt này đó là gọi là ắt niên bình thời kiến quân thần. Thì những cái ngày sắp đến là cái ngày đó là Đức Thầy cho biết đó là cái ngày đó là ngày xưng mà kết cõi xa làng nha. Người quê quán chợ như thoàn linh đinh, vừa cơn sóng gió bất bình, số trời đã định phần mình biết sao. Thì bây giờ đó là cái mùa xuân này mà theo cái lời tiên tri của ba nó cũng rất là nhiều. Gọi là trong bùng đèn đỏ mà tỏ xà lông, gặp thở đông phong lâm tiền kiến, xà bì sự biến tiếng âm thinh. Như vậy thì bây giờ đó là tháng 3 đó, bá tánh khóc rồng, bị tằng nó giết má hồng tuôn rơi, tháng 5 tháng 6 xưa ra đời, tháng 7 tháng 8 sửa đời bá gia. Vì thì bây giờ đó là sủ dần đa bệnh lại còn đa binh, tháng 3 mùng 9 xuất binh, ngày rằm xuất tướng dạy linh đất màu, đến đâu đá nổ xuống chai, nó cho già trẻ gái cha hay mừng. Vậy là từ rằm cho đến tháng 3, cho hết tháng 3 người không có ngất khóc la trong nhà. Như vậy thì Bính Thìn này chứ hạ mà đã lưu liên. Bây giờ đó là chứ Bính Thìn là tháng 3 tháng Bính Thìn đó, mà chí hạ đó là trong hết cái mùa hạ thôi, đạ lưu liên. Những cái sự đạ lưu liên nó là cái khổ não lắm, bị đài đỏ đó gọi là đạ lưu liên. Kiến thức thánh tiên niên lâm hội, đến kỳ vấn tội ra nội chức niên là chỉ trong năm mẹ mà thôi. Đức Thầy chúng ta khai đạo cũng mùa hạ, mùa hạ năm tới này cũng là hết. Nên Đức Thầy nói Đức Thầy lại đây, Đức Thầy cho biết là kìa kìa con cuốc của hè, con cuốc là con quắc đó, chẳng lo gieo giống đậu mè bóc khoai, thi tả cảnh bồng lai tại thế, mà mãi chần chờ e trễ kỳ thi, thì muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ nguyên sắc lệnh cái kỳ lâu qua. Thì cái tháng 4 năm nay là tháng đinh tỵ mà nằm trong mùa hạ. Bây giờ đó là đinh tỵ sấm nổ thình lình, nhân dân sao xiến đó, nước mình có vua, thì cái giờ đó chúng ta không có thể ăn năn hối cải kịp. Bởi vì đó là cái nếu mà trong cái mùa hạ năm nay thì Đức Thầy đó cho biết đó là trong cái mùa hạ này là cái mùa hạ sau cùng cái ngày đó là trong cái thời kỳ khi mà lập đời Thượng Quân Thánh Đức. Thì bây giờ đó là cái thời gian các ngài đã chờ đợi chúng ta đã quá dài dặn rồi. Mà Đức Thầy cho biết đó là trong cái ta hạ bút á, hạ bút tức là thầy khai đạo của vào mùa hạ tháng 5 là cũng vào năm Kỷ Mão, thì mùa hạ của năm mẹo này cũng gọi là thầy ta hạ bút chiếc bài chung cuộc. Ai rõ lòng con cuốc hối kêu, là con cuốc là con quắc đó. Mà Đức Thầy cho biết là ngày vui tươi đó cũng đà lỗ bóng rồi, cớ sao đời còn mãi say xưa, không tìm thầy đang hưởng phước thừa, ngày lập hội. Quý vị nghe kỹ nha, Đức Thầy cho biết là ngày lập hội tai dinh nhành quế, trao thân phận rạng danh hiếu để mà thỏ vợ thầy để chống mây rồng. Vậy thì bây giờ ngày lập hội chừng nào thầy cho biết? Rồng đà lỗ bóng thì đá vàng biết nhau. Nếu mà trong cái tháng 3 này là con rồng là gì lố ở thôi là mình Đức Thầy sẽ gặp nhau. Nó gọi là trong cái là giờ có trốn rồng mây chơi giỡn dân hay lòng hết bởi cùng điên đó, thì thiên cơ biến ảo dư quyền hiệp trung tam cẩu, tức là thâm đồng ba cẩu rồi. Thì cái ngày đó là cái ngày vua chúa sẽ ra đời. Bởi vì đó là thắt sơn lộ vẻ đại lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta, chừng bãi núi lầu son lộ vẻ, thì người già quá trẻ dân ôi, tu hành đã được thánh thơi lại xem được Phật được trời bỏ thai. Và ông ba còn cho biết là thình tỵ sức lâm chiếu cố, thình thì tháng 3 mà tỵ tháng 4, dặn thời quán thố mà cháu miêu. Bây giờ cái tháng 3 đó là tháng là tháng thình, mà trở lại cháu lại cái tháng 2 nữa, gọi là quán thố mà cháu miêu. Thấy cuộc thế chẳng tiêu mà tiêu mới lạ, bàn điều máy cực kỳ nhược dạ, e như sanh thọ quả bất an, bàn điều máy thật tiêu tan người thiệt gian lâm nạn.
Như vậy thì bây giờ đó là vào cái năm mẹo năm nay là vô cùng khó khăn của nhân loại. Vậy thì bây giờ nữ nam, xin lập lần nữa nghe, nữ nam là muốn nói đến nam nữ là ông đàn bà, muốn rõ âm hao. Âm hao là chưa vào cái nam, nam thì dương mà nữ thì âm, năm tới này nó hao lắm. Mà nãy chúng tôi nói là mua việc tiêu điều đó, nữ nam rõ âm hao, ráng trao đức hạnh đi, ngày sau sẽ tường thì năm mẹo này tường thấy hết, thấy tất cả những gì năm châu thế giới này và thấy những chuyện khổ não chúng sanh này, thì đó có lẽ là năm tới này đó là cái bệnh dịch đang bùng phát lên. Bây giờ đó là cái công bố của quốc tế, bây giờ đó cái bệnh đó 50 mấy nước rồi, 50 mấy nước thế giới này, bây giờ nó chuyển rất là nhanh. Bây giờ chấm 1.5 nó đang biến thể, đó là về cái con virus đó của cái con rít mu đó, mà bây giờ đó là nó khi nó nhập vô cái người nữ đó mà tóc nó rụng trơn à, cái đầu mọc râu. Còn một cái số á là cái người nam á thì nói chung ra đó là nó nhập vô cái thì rụng tóc, cho cái râu nó không mọc. Nó lạ đời chứ, cái con biến thể này, biến chủng này nó vô cái cơ thể này hả, nó biết chủng sao biết, mà bây giờ nó quá sức liền. Bây giờ Nhật đó chết cũng không thể tả nổi, rồi Mỹ, rồi Trung Quốc, rồi dù gì nghe coi. Rồi nào là cái chỗ nào nó biến thể đó là tự nhiên cái đất khai quang này trở lên, nó biến cái này biến cái kia, bây giờ nó thay đổi điều nó đủ chuyện trên thế gian này trên. Thì chúng ta nên biết rằng là khi mà tới đời này đã theo lời tiên tri của ba cho biết á, là âm thinh gao khắp thinh không, ba đêm diệt trước minh mông cứu người, núi tan đất sụp bớ người, di sơn đảo hải thương người không tin. Thì bây giờ đó là đầu của năm mẹo năm nay vô chữ âm rồi, mà âm này đó lời tiên tri của thầy cũng nói luôn à, là lôi âm dục khởi tiếng đờn, thắt sơn với loạn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước gieo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dấp dễ trơn, nước kia lửa nọ tân bừng thắm cho tới sự lễ lừng ngón tay. Thì cuối cùng rồi đất nước Việt Nam chúng ta là dùng thắt sơn, gọi là nơi cái phương Nam này đó là sẽ có một cái ngày đó là đại quả tới, gọi là hậu sử dân giáo giáo dân, thay phơi ngọn cỏ vô căn mặt trời. Vậy là thắt sơn với loạn là cơn hiểm nghèo, nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình dấp dễ trơn, nước kia lửa nọ tân bừng thắm cho thấy sự lễ lừng nặng tay. Thời cũng bởi không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biến khoe khoang, đến nay là buổi khoa tràng tam thiên lục bá khắp tràng hải dân. Thì bây giờ đó là cái chiến tranh thế giới này gọi là đại tam thế chiến, mà nếu đại tam chiến này bùng nổ cái còn 2 với 3, mà chừng nào là đến cái biển Đông. Bởi vì đó là biển Đông này, mà khi mà biển Đông này nổi sóng cuộc đời lao đao chưa từng thấy biển châu cài, thì bây giờ đó là giữa có hai ông sấm sét này, khi mà xuất hiện ở biển Đông rồi thì để cho tam chiến là bùng nổ, mà bùng nổ cái rồi thì thiên cơ biến đổi cao qua cấm trong thế giới cầu đó bất thành. Mau mau khiếp khiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hôm này, trở lại những cái thời gian sắp đến đây là những cái ngày tặng diệt dân gian trực thiên khoa, lão giả hậu quy nhân ấu giả mà ly kỳ thiên định dĩ thiên la, hay là đến chừng đó thiên la lưới bủa mới biết rằng trời Phật công bằng, nếu trẻ già ai biết ăn năn làm hiện đức khỏi đường lao lý. Bây giờ có thời kỳ cái chỉ biết như vậy rồi, là từ cái năm Tý này trở về sau thì các ngài cho biết là cái cơ tặng diệt đã đến, gọi là tiên sanh ở Tý vậy thì địa tịch ư sủ vậy thì chẳng sai. Bây giờ xin đó là giải thêm một cái phần chi tiết này. Tiên sanh ư Tý tức là vào năm đó là canh Tý, rồi trở lại trong cái thời gian đời Thượng Quan Thiên Đức, gắn là đời Thượng Quan Thiên Đức đó, gọi là tiên sanh ư Tý vậy thì địa tịch ư sủ, chứ địa là đất, tịch là chết, năm tam sủ là chết cảnh cáo thôi. Rồi đây đó bị vào cái quả thiêu như vậy đó, mà đến chừng đó là nói chung ra là kẻ tà gian sẽ bị lửa thiêu, người tu niệm mới sống đời thượng cổ. Cái ngày mà khi mà đệ tam chiến bùng nổ cái rồi thì ôi khổ thảm bốn bề sống dậy, dòm lừng trời lửa cháy liên miên, tiêu điều sản vật là tài sản, điền viên là vườn ruộng, thằng thông biến quá với 10 miền trung ương, ngục môn đầy quỷ vô thường, giác hồn cái bạo diêm dương được trần. Nhìn xa từ ngày mà thầy cái đạo đến nay, thầy nhìn xa tới năm là mẹo này quý vị, nước mắt rưng rưng, thương đời ngu muội trầm lưng hoài hoài, ta hạ bút viết bài chung cuộc đức thầy cái đạo mùa hạ, và mùa hạ bên cái là vàng mãn là nam dương mà nữ âm đó, thì cái âm này cũng là kết thúc. Ta hạ bút viết bài chung cuộc, ai rõ lòng con cuốc con kêu. Thì bây giờ cái con cuốc là cái mùa hè, thì đó mùa hè này gọi là
Còn một cuộc chiếu manh dành xé khắp quần cầu ó ré mọi nơi, dần xem cho ngọc chiều mai sao đời không sớm tách rời của mê. Để lấy việc thảm thê thê thảm, mắt phàm trần từng lãm bi ai, cũng đồng có nhục hoài thai nên ta hết sức biệt mài và khuyên. Thơ với phú thần tiên giáng bút bởi cơ trời đã thốt bên lưng, không tu chừng khổ cũng ưng mà tu hành gặp cảnh vui mừng tội thai. Và đến cái lúc là đã thế gian nó hết rồi, gọi là cổ ngữ hằng ghi mà thầm khổ đa, tăng diệt nhân gian trực thiên khoa, lão giả hậu quy nhân ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Như vậy thì bây giờ qua lời tiên tri của thầy cho biết thêm. Đến chừng đó bóng phương có giặc khắp hoàng cầu, thiệt thiết tha tha, vậy sớm mau kiếm chữ ma thì Phật cứu khỏi nơi khỏi lửa. Kính thưa toàn thể lưu vị, chiến tranh này có thể dừng hay không? Theo lời chiến tri của các ngài thì không thể dừng được. Mà đức thầy chúng ta đó là đưa cái bài mà xét cho nhau đó, gẫm thấy cuộc đời xô xát mãi, dắt tay nhau đến bãi tha ma, gió á mưa âu bùng sấm dậy, hải hùng tranh chiến xé xô nhau, màn trời trở lại màn u ám, thì tất cả chúng sanh như máu đào. Vì là đó mà chúng ta thấy rằng là đức thầy chỉ biết bay hồn khiếp vía kể từ đây à. Nhắn gửi cho ai giỏi trách thầy, trời hạ năm dê chưa nửa nửa từng quần, mái tạo cũng lần xây, lần xây thiện tính rõ trơn thầy, trên nóng tánh phàm chớ dỗ quay, ngày lụng tháng qua năm sẽ đến, trẻ già sẽ thấy hay hay, hay hay năm nữ mới thỏa lòng khuây, nếu chẳng thì ra giỏi trách thầy, muốn sớm tận nhìn eo rụng đó, trì tâm tu niệm để rồi đây ố rụng sốt lòng thai, uổng tiếp công trình bến đến ai. Vì vậy thì bây giờ đó là cái con vụ du, là cái con vụ hông mà đức thầy chúng ta tả đó. Con phù du hận hờ nào biết, thầy bóng đèn thì quyết chung vô, thảm thương thai chết héo chết khô, nhìn đèn nọ thấy mồ phù dù, kể phiên trần đã mãn mùa thu, đeo danh lợi như con giặc ấy, giống xe cát biển đông thường thấy tên giả tràn, rất uổng công trình khi nước rồng nhờ lúc bình minh, lúc nước lớn cát kìa tan rã. Như vậy thì bây giờ đó là thiên cơ thế giới đà biến chuyển, thì từ rài trần hạ lợi danh trôi, hay là cảnh vinh hoa thật quá treo leo, nhà giàu có nó sao nhiều tấc. Và cái mùa xuân năm nay trở về cái mùa hạ năm tới này, chúng ta nên biết rằng là chiến tranh thảm khốc toàn lợi thứ, thì lo nỗi đối đau giống lật hồng. Và ông ba cho biết thêm là sáng cơm chiều cháo qua đèo, tứ phương bảy bữa nạn nghèo không cơm, đối thì ăn rau muống rong riêu, chờ ông về tới dựng niêu cấm cờ.